Xin giới thiệu với các bạn là cái bộ Ben thủy lực điện áp từ 48V cho đến 72V. Cái bộ này thì chuyên dụng dành cho xe điện cỡ tầm trung và tầm nhỏ, có tải trọng là khoảng 1 tấn đổ lại. Các bạn có nhu cầu nâng nặng hơn ấy thì phải thay đổi cái đường kính cây Ben lớn hơn một chút nữa thì lực đẩy nó sẽ tăng lên. Còn đối với cái dòng cây Ben đường kính phi 60, 63 này thì khoảng 1 tấn đổ lại là được. Tất nhiên là cái lực đẩy thì nó còn phụ thuộc vào cái điểm đặt cây Ben của các bạn nữa. Đấy. Thì cái này nó sử dụng rất là đơn giản thôi, động cơ thì có hai cực và sử dụng cầu dao thôi. Khi các bạn muốn nâng Ben lên ấy, thì các bạn chỉ việc đóng điện vào cái cầu dao như thế này. Đấy. Đây, đóng điện và cho nó bơm. Và sau đó là thao tác vào cái cần này, cái mở van này ra là được. Mở van lên thì cái Ben nó sẽ lên, mà mở van xuống thì cái Ben nó xuống. Đấy. Khi các bạn nhả thì cái Ben đứng im. Cái bộ dây dầu này thì có loại dài 1,5 m và 2 m, thì cái đấy thì tùy theo cái khổ xe mình lắp đặt mình sẽ lựa chọn. Đây là những cái phụ kiện của nó: ốc dầu, cái tai treo, gối đầu cây Ben và cái giá đỡ cây Ben. Đấy, nó đầy đủ như vậy. Cái đây là cái Ben của nó. Cái Ben này có hành trình 3 tấc, có hành trình của nó là 3 đốt. Đấy, nó khoảng 50 đến 60 cm khi đẩy ra. Nó có 3 đốt đấy các bạn nhé. Đấy. Thì đây là toàn bộ một cái bộ, nó rất là đơn giản thôi. Động cơ này thì nó trang bị động cơ 2 kW. Cái dòng này thì các bạn mua về thì làm những cái việc sử dụng trong ngắn hạn thôi các bạn nhé. Đấy, động cơ này nó sử dụng trong ngắn hạn, có nghĩa là đẩy dừng nghỉ, đẩy dừng nghỉ chứ không không dùng làm bơm thủy lực liên tục được. Đấy, vì vậy là phù hợp cho các bạn làm xe thôi. Những cái xe vệ sinh môi trường hay là những cái xe điện là nói chung đều rất là hợp lý, giá nó cũng giá rẻ thôi. Mọi chi tiết đặt hàng thì xin vui lòng liên hệ số điện thoại 0983 818 955. Cảm ơn các bạn đã xem video, và các bạn xem nhớ ấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận được những cái thông báo khi mới đăng sản phẩm mới lên.